Tháng 4 năm 1984, Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo II đã nói với giới trẻ rằng: chúng con là niềm hy vọng của cha, của giáo hội và của xã hội. Với sức mạnh đức tin trẻ trung của chúng con nâng đỡ niềm hy vọng về một thế giới được thanh tân trong Chúa Kitô. Và từ đó, Ngài đã sáng lập Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Và mỗi năm có hơn 1 triệu thanh thiếu niên thế giới hội tụ. Đối với giới trẻ thì Thánh Giáo Hoàng là một huynh trưởng nhiệt tình, gần gũi, thông cảm, và nhất là Ngài thấy được tương lai. Sau đây xin mời thưởng thức 2 ca khúc Theo Ngài và Mưa Xuân, qua phần trình diễn rất sống động của các em thiếu nhi thân thể đoàn Kitô Vua. Bạn múa, cho nên con muốn mời chị Tú, chị mà đã thực hiện vũ điệu này, nói cho chúng ta biết cái cảm xúc của chị Tú khi nghe 2 bài này để mà có được cái vũ điệu rất là sống động. Em mời chị Tú. Khi mà con nghe cái bài Theo Ngài với lại Mưa Xuân thì có một cái trở lại cái với lại cái Đức Giáo Hoàng là với cái Đại Hội Giới Trẻ Toàn Thế Giới. Theo Ngài, trong cái Đại Hội Giới Trẻ Toàn Thế Giới luôn luôn có một cái cây thánh giá như là một cái thế vận hội với cái đuốc. Cái cây thánh giá nó đi từ cái GMG này đến GMG nọ. Thành thử ra cái Theo Ngài là cái một cái ý nghĩa là hãy theo chân Chúa Giêsu mà làm chứng nhân cho tin mừng ơn cứu độ. Và Theo Ngài cũng nghĩa là lời mời gọi của Đức Thánh Cha John Paul II gửi đến đặc biệt các bạn trẻ tham gia Đại Hội Giới Trẻ Toàn Thế Giới. Và đặc biệt nữa là tham gia Đại Hội Giới Trẻ Toàn Thế Giới, các bạn trẻ được hút lấy cái tình yêu Thiên Chúa và ơn Thiên Chúa như là mưa xuân. Mưa xuân là cái mưa, đối với con là mưa hồng ân. Mà mưa hồng ân để rồi các bạn trẻ từ đó ra đi mà làm ánh sáng và bụi ban cho đời. Thì trong cái Đại Hội Giới Trẻ, chính con đây con đã được cái may mắn là đi cái năm đầu tiên là ở 1987 1987 tại Saint-Jacques de Compostelle. Sau đó con được may mắn nữa là ở ngay Paris 1997. Thành thử ra cái t-shirt này là t-shirt của 1997 mà con đã mặc. Sau đó thì nhóm của con thiếu nhi thánh thể đã mặc vài cái áo t-shirt của Kim Jin. Chẳng đâu.